Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video để chia sẻ cái cách mà xóa bớt đi cái những cái mẫu sam lơ không cần thiết, rồi để mình có chỗ trống trong đàn để mình để thêm style hoặc là cái sao tiếng ở bên cái bộ khác, dành cho các anh em mà thích để nhiều vào trộn của bộ này vào bộ kia để mình có nhiều cái để mình sử dụng hơn. Hoặc là những cây đàn mà cái dung lượng thấp như là BA1000 hay là BA700 nó cũng làm giống nhau như vậy. Mình thì cũng không có giỏi về ăn nói nên mình hướng dẫn, cũng có nhiều anh em hướng dẫn rồi nhưng mà theo cách mỗi người hướng dẫn khác nhau thì có thể là cái cách hiểu của mỗi người cũng khác nhau, nên hôm nay mình làm để chủ yếu là chia sẻ cho những anh em mà có lấy bộ của mình hoặc là những anh em vẫn chưa biết về điều này thì mình biết gì nói đó, có gì sai thì mong anh em thông cảm chỉ bảo thêm nha. Bây giờ mình sẽ chia thành hai phần, phần thứ nhất đó là dọn dẹp để có chỗ trống, phần thứ hai là thêm vào. Rồi mình bắt đầu nha. Rồi đầu tiên bạn phải làm gì? Nếu mà bạn đã muốn làm điều này á thì bạn phải gắn bó với cái bộ này luôn, là mình phải kiểm tra tất cả luôn nha, tất cả các điệu mà mình có trong cái bộ của mình ha. Mình sử dụng, mình sẽ chọn một bộ chính rồi sau đó mình mới bắt đầu, sau này mình mới tìm những cái gì hay đó mình mới thêm vào. Thì bây giờ ví dụ mình chọn cái bộ của mình là bộ chính đi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn, mình phải dành ra thời gian 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày, 1 tuần 2 tuần gì đó, hoặc là thậm chí là 1 tháng 2 tháng gì đó, mình sẽ lọc những style nào, những cái điệu nào không thích xóa hết đi. Ví dụ mình xóa hết đi, xóa những cái gì mình cảm thấy không hay không thích thì mình xóa hết, nghe thử xóa hết ở phần điệu. Rồi phần tiếng cũng vậy, phần tiếng thì mình cũng phần băng tiếng bộ của mình thì mình phải quản lý nó hết lại, có nghĩa là mình xóa đi tất cả những cái gì mà mình cảm thấy không tốt, mình không thích, cứ mạnh dạn xóa đi hết đi, từ từ mình thêm vào thì sẽ hay hơn, chứ mình tiếc giữ lại cũng không làm gì mà sau này cũng xóa, miễn đủ xài là được, chứ đừng có sợ nó hết, đừng có sợ nó thiếu, cứ xóa. Rồi xóa ở đây xong thì mình làm gì? Bắt đầu mình vào đây, mình vào các phần, mình vào các phần sampler ở đây, mình kiểm tra toàn bộ nữa, kiểm tra toàn bộ luôn nha. À nhưng mà có một điều mình phải lưu ý, ví dụ ở ngoài đây tiếng tranh, nếu mà mình thích tiếng tranh này đúng không, mà mình vào đây mình xóa đi cái mẫu này, rồi thì tiếng tranh nó không còn nữa nha. Đó, mình phải cẩn thận điều đó ha, tiếng tranh nó không còn nữa, điều đó thì thật là khủng khiếp, vì thế mình phải chú ý điều đó. Khi mình xóa ngoài xong thì mình vào đây, giờ đây mình cũng kiểm tra toàn bộ luôn, chịu khó bỏ thời gian nha, kiểm tra toàn bộ. À không thích cái nào cứ xóa cái đó, nhưng mà nhớ hãy xóa cái này á, thì nếu mà ở ngoài đây nó có một cái số tiếng mà mình thích á, mình phải lắng nghe nha, mình phải kiểm tra từng tiếng hết. À coi coi tiếng này, à tiếng này nó có, mình có làm ở ngoài kia hay không, ngoài kia mình có sử dụng nó hay không, để mình xóa trong đây nó bị mắc đó. Mình xóa hết, mình cảm thấy cái gì mình không sử dụng xóa hết, không sử dụng nha, không sử dụng có nghĩa mình không có gán ở ngoài đây, không có gán cho bất cứ tiếng nào ngoài đây. Còn thể mà ngoài đây mình có gán mà trong đây của mình nghe, ví dụ mình nghe tiếng này, à tiếng này tôi không sử dụng, cái tôi xóa là nó mắc luôn ở ngoài đây nha. Đó, chú ý điều đó, xóa hết. Rồi mình xóa từng phần. Rồi bắt đầu qua cái phần room kit nè, cái phần sampler kit á, cái phần này cũng khá là nặng nha. Mình cũng phải xác định là một điều là cái phần này mình không sử dụng cho một cái điệu nào ở bên đây, đúng không? Còn hãy mình bảo đảm được cái điều là ở cái nào đó mà mình có sử dụng thì mình không xóa, cái nào có không có sử dụng xóa hết. Rồi cũng chịu khó kiểm tra nó hết, nếu có ở đây thì kiểm tra hết luôn. Rồi mình nhắc lại nha, đầu tiên đó là mình xóa bên phần user điệu, xóa bên về phần băng tiếng, user băng tiếng. Rồi mình mới vào đây chọn bên phần sampler,
xóa tất cả những cái gì mà mình không thấy, không sử dụng. Rồi nãy giờ là mình xóa cái gì? Nãy giờ mình chỉ xóa cái xác thôi. Nhưng mà cái xác nó không có chiếm bộ nhớ, nó chỉ chiếm, nó làm chẹt đi cái vị trí để thôi. Đó. Quan trọng là mình phải xóa đi cái hồn. Cái hồn á thì là nó mới chiếm cái bộ nhớ của cây đàn của mình. Bắt đầu mình sẽ đi xóa cái hồn. Nãy giờ là mình xóa cái xác để mình có cái vị trí để mình nữa, mình sau này mình để cái xác thân xác nào khác, rồi bắt đầu thân xác nó mới dính với cái hồn là nó mới lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi xóa cái hồn, xóa để còn chỗ trống đó. Mình sẽ nhấn vào sao, nhấn vào record, rồi nhấn vào tam giác, nhấn vào delete. Rồi mình nhớ là chọn dòng thứ hai nha. Dòng thứ nhất là mình xóa từng cái đó, từng cái hồn. Dòng thứ hai mình sẽ chọn dòng thứ hai nha. Còn dòng cuối cùng là mình xóa toàn bộ các hồn luôn á, xóa không còn gì chứ. Rồi dòng số 2. Dòng số 2 là mình sẽ xóa những cái hồn mà gọi là hồn giấc dưỡng đó. Nó không còn dính vô cái xác nào ở mấy cái chỗ nãy mình xóa hết. Còn những cái hồn nào mà nó còn dính vô những cái xác thì nó vẫn còn ở đó. Rồi, nếu hồi nãy mình xóa nhiều cái xác, đúng không? Thì bây giờ cái hồn của mình xóa nó sẽ cũng rất là nhiều. Còn nếu mà lúc nãy mình xóa mà mình xóa ít xác quá thì chắc là mình xóa cái hồn nó cũng ít xíu hồn à. Còn nếu mà lúc nãy mình xóa nhiều cái xác mà mình không cần dùng á thì chắc là mình xóa cái hồn này á thì nó sẽ rất là nhiều chỗ trống. Rồi. Ok. Yes. Rồi, thế là nó đã xóa xong. Khi xóa xong làm gì? Nhấn record. Ok. Rồi. Rồi mình đã làm xong cái bước là dọn sạch chỗ trống. Bây giờ cái đàn của mình đã trống hơn rồi đó. Rồi, sau khi mà bạn đã dọn sạch chỗ trống ở bên cái bộ mà chính của mình đó, thì bạn nhớ save lại. Bạn ấn vào đây. Rồi, bạn chọn qua lệnh save. Sau đó, chọn vào đây. Rồi, đây là nó chỉ cho mình là mình bạn phải chọn là save trên ổ cứng cây đàn, hoặc là trên thẻ nhớ, hay là trên USB. À, ví dụ đây mình sẽ save vào ổ cứng cây đàn rồi mình nhấn vào đây. Mình sẽ đặt tên, ví dụ đặt tên ngày giờ tên của mình. Rồi ok, yes. Ok. Rồi. Rồi nếu mà mình yes nữa thì là nó sẽ bắt đầu save lại. Rồi khi save lại xong thì bắt đầu bạn sẽ load cái bộ mà mình chuẩn bị để mình lấy điệu qua đó. Mình thích một vài điệu hoặc là một vài tiếng ở bên cái bộ đó đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhấn vào đây, nhấn vào load. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái bộ mà mình muốn ở đây, cái bộ mà mình đặt tên là KKK. Mình load vào. Ở đây mình đã load vào rồi, mình nhấn thì nó sẽ load vào. Khi mà đã load vào rồi, ví dụ bây giờ bạn chọn, ví dụ bạn nghe thử, bây giờ nó đã load vào rồi, đúng không? Bạn nghe thử, ví dụ chọn rồi, ví dụ như bây giờ mình thích điệu này đi. Đó, mình thích cái điệu này. Rồi, bây giờ mình thích điệu này. Thì mình làm gì? Mình sẽ chuẩn bị một cái điện thoại cho mình nha. Rồi, mình chụp hình cái điệu này lại. Rồi, mình chụp hình đó. Một tấm hình là mình nhớ được cái tên điệu rồi. Bây giờ mình sẽ ra màn hình chính, mình ấn vào đây cho nó hiện lên là 8 track ở đây. 8 track ở đây thì bạn thấy đây là trống số 1 nè. Nó có exit ra. Trống số 2 nè. Nó có nó vẫn nằm bên user. Nó vẫn nằm bên user. Nó là sampler đó, nó không có trong đàn. Giữa bass. Nói chung là bạn phải nhìn thấy cái nào nó có chữ user là bạn phải xem. Rồi, bây giờ bắt đầu. Mình sẽ chụp tấm hình này, cái tên này. Rồi, tiếp theo. Mình chụp tấm hình của cái tên này. Chụp để thấy hết màn hình luôn nha, để mình thấy được nó nằm ở room kit 1. Tên gì ở đây đó là được. Rồi tiếp tục như vậy. Thay vì mình ghi thế này, mình chụp hình mình thấy nó nhanh hơn.
Rồi ví dụ cái này, cái này thì nó nằm ở trong cây đàn rồi, mình không cần phải chụp hình. Mình chỉ chụp hình những cái gì mà đó, những cái gì mà nó nằm bên user thôi, mình nằm bên user thôi đó, những cái tên đó. Rồi cái này thì họ không cần. Rồi ở đây mình biết á là mình đang đánh là main, ví dụ đây là mình đang đánh là main C đi, main 3 đi, mà mình nhấn fill đó. Khi mình nhấn fill thì bạn, ví dụ bây giờ bạn nhấn vào đây, nhấn vào room nha, bạn nhấn fill thử, nếu mà nó nhảy chỗ khác á đó, nếu mà nó vẫn ở yên nguyên á, nó vẫn ở cái sao tiếng này á, thì bạn không cần phải chụp. Còn nếu mà bạn nhấn fill mà nó nhảy qua cái sao tiếng khác thì bạn phải nhấn giữ fill đi. Rồi bạn có thể tắt cũng được nha, mình nhấn nhỏ lên chút để dễ nghe. Rồi thì mình phải chụp lại cái này, mình vẫn phải chụp lại như này. Còn nếu mình không chụp nữa là nó bị, nó không có fill đó. Rồi rồi tiếp tục như vậy, mình qua cái này, cái fill nè, ví dụ mẹ nó đánh nè, mà cái fill nó không có ở user thì khỏi chụp. Rồi cái bát, mình nhắn fill cho coi nó có đổi không. Nó đổi là mình bắt buộc mình phải chụp cái này nữa, nó hơi phức tạp nha. Rồi phải chụp cái này nữa. Rồi rồi tiếp tục như vậy, cái này không có chữ user mình khỏi coi nè. Rồi hết rồi đó, thì cứ như vậy mà mình phải kiểm tra cái điệu mà mình thích á, mình phải kiểm tra toàn bộ intro 1, intro 2 nếu mình muốn, đúng không, fill 1, fill 2, tất cả mọi thứ ở bên cái phần style là mình phải kiểm tra coi nó có phần user hay không, và trong cái main 1, main 2, main 3, main 4 và trong fill 1, fill 2, fill 3, fill 4 thì nó có bị đổi cái sao tiếng khi nó fill hay không, thì mình phải chụp hình lại tất cả những thứ đó. Rồi khi chụp xong thì mình dòm lại đây. Đây, ở đây là mình đã chụp lại một cái điệu của mình, là nó có là tên điệu nè, rồi và những sao tiếng mà mình cần phải ghép vào nè. Đó, mình chỉ ví dụ bao nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ bắt đầu làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ load lại cái điệu, cái bộ của mình ha. Mình sẽ load lại cái bộ của mình. Thì trước khi load lại, bạn có thể làm nhiều, chọn thật là nhiều điệu, rồi chọn thật là, rồi mình chụp hình lại hết. Chụp hình lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ load lại cái bộ của mình. Rồi bây giờ mình đã load trở lại cái bộ mà lúc nãy, lúc đầu tiên mình đã dọn sạch sẽ cái bộ chính của mình đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ghép cái điệu lúc nãy, đúng không? Hoặc là nhiều điệu mà mình đã chọn sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái tên điệu nè. Rồi cái tên điệu lúc nãy của mình là DJ Mina House C3 gì đó ha. Rồi rồi mình sẽ vào đây, vào load nha, vào cái bộ set mà mình định ghép nè, nó có chứa cái điệu đó đó. On lên, mình sẽ kéo xuống chọn phần style. Rồi ở đó thì theo cái tấm hình của mình đó, là mình chụp là nó nằm ở ở nhóm 1 nha, nhóm 1 ở trang 1 luôn, thì mình vào. Rồi rồi bây giờ mình sẽ, mình vào cái nhóm 1 rồi đó, cái nhóm đầu tiên ở trên nè. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái điệu đúng với cái tên mình đang chụp hình. Chụp hình đây. Rồi mình sẽ load nó vào. Nó khi load vào thì mình dòm nó đúng vị trí này không. Đó, trang ở nhóm 1 nè, ở vị trí số 3 trên điểm xuống nè, không, đúng tên. Rồi bắt đầu, nếu mà mình load nó tình cờ mà nó trùng với cái bộ của mình ở đây thì mình đổi vị trí khác nha. Đó, ví dụ mình đổi là vị trí đây đi. Rồi mình sẽ load vào. Rồi bây giờ cái điệu nó đã vào rồi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu đánh nó thử xem. Đánh nó thử xem. Đó, bây giờ nó không ra gì hết trơn đúng không? Nó không có ra gì hết. Rồi bắt đầu mình sẽ thực hiện là ghép dữ liệu đầu tiên. Rồi ở đây mình thấy, rồi đây là drum DJ 1. Mình cũng vào đây, mình trở ra, mình vào chữ sau, on nó lên. Rồi mình xem cái vị trí nè, cái vị trí lúc nãy mình chụp là nó ở room kit nè, room kit 1. Rồi mình vào đây. Rồi mình sẽ tìm cái chữ là drum DJ 1 đây. Rồi mình load nó vào, mình xem nó đúng vị trí không.
Thấy không? Đúng vị trí luôn, đúng vị trí như trong tấm hình luôn. Đèn tắt hoài. Đó, đúng vị trí. Rồi, vị trí trống. Ok, vị trí trống là an toàn. Đớt nó vào. Đó. Không, nhắn đớt vào là nó có lên ngay lập tức. Rồi, tiếp theo, hình tiếp theo. À, đây. Khóa chính gì đó. Đây. Rồi mình cũng xem thử coi đúng vị trí không. Rồi, lót nó vào. Rồi. Đó. Bây giờ nó đã có rồi đó. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là bass DJ 3. Nó nằm ở user ở sau 2 nha. Nó nằm ở sau 2. Mình phải chở ra. Đây vào sau 2. On lên. Rồi mình tìm bass DJ 3. Đây. Lót nó vào đúng vị trí. Rồi. Lót nó vào. Đây nó có hai cái này nên hơi xa một chút. Đó. Rồi bây giờ nó đã có bass rồi, thấy không? Rồi cứ tiếp tục như thế làm cho những cái tiếp theo. Đó, cứ lót vào hết. Bây giờ nhắn phiêu thì nó vô chưa? Đó, bây giờ nhắn phiêu nó chưa có vô đúng nè. Thì mình lót chi nào mà đủ hết mấy tấm hình lúc nãy thì theo cái nguyên tắc nãy giờ mình làm thì nó sẽ lên đủ rồi. Rồi sau một khoảng thời gian mình đã ghép xong thì bây giờ mình đã có cái điều hoàn chỉnh ở cái bộ của mình nè. Đó, cái bộ này là bộ của mình. Rồi, style của bộ của mình. Rồi, đây là cái style lúc nãy giờ mình ghép nè. Giờ nó có rồi đó. Rồi, cứ như thế mình làm cho tất cả các style mà mình muốn. Rồi. Rồi khi mà xong style thì mình save lại. Rồi mình chọn vị trí. Đặt tên. Rồi yes, ok là sao lại thôi. Rồi mình sẽ có được là cái cách ghép style xong. Rồi bây giờ mình sẽ ghép băng tiếng, nó cũng làm tương tự như style thôi. Mình bắt đầu sẽ làm băng tiếng. Rồi với phần băng tiếng thì mình nhấn vào băng tiếng. Ví dụ như mình chọn tiếng trước cũng chọn giống như là chọn style vậy đó. Thì khi mà mình cái cách mà mình load vô cái bộ mà mình định lấy điệu tiếng qua đó thì mình load thì cái cách đó mình lựa rồi mình chụp hình lại luôn. Ví dụ như lúc nãy mình cũng có chụp hình tiếng đàn tranh này. Đó, tiếng đàn tranh này nó có. Rồi, tiếng đàn tranh. Rồi, bắt đầu mình sẽ load. Mình đã chọn xong rồi, chụp hình xong rồi. Chụp hình cái tên này ha. Rồi. Mình sẽ chụp hình cái sao của nó. Đó, cái sao của nó nằm ở đâu, tên gì, chụp hình cái này lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ load lại cái bộ của mình. Rồi bây giờ sau khi mà mình đã load cái bộ của mình trở lại rồi thì bắt đầu mình sẽ đi lấy cái tiếng đàn tranh đó ở cái bộ mà mình muốn ghép qua đó để mình ghép lại.
mình sẽ vào mở nó lên, mở cái bộ đó lên, on lên. Mình vào phần bộ phô măng nè, keyboard đó, on nó lên tiếp. Cái tiếng đàn tranh đó lúc nãy á, thì mình coi lại tấm hình coi nó nằm ở cái vị trí của, ví dụ hôm nay là mình có chụp hình là nó nằm ở vị trí số 2 đó, ở cái bộ phô măng 2 thì mình mở nó lên tiếp. Rồi bây giờ tới đây thì mình tìm tiếng đàn tranh thôi. Đây tiếng tranh 1 hả? Nè, nó đúng cái vị trí lúc nãy. Rồi mình muốn lách vào cái vị trí nào tùy mình. Rồi mình lách vào vị trí này đi ha. Rồi lách vào. Rồi bây giờ mình nhấn số 2. Mình lách vào vị trí số 2. Rồi bây giờ mình đánh nó đâu không ra tiếng nè. Thấy không, nó không ra tiếng. Tại vì nó chỉ mới có cái xác thôi, nó không có cái hồn. Rồi bây giờ mình sẽ lách cái hồn vô. Lách cái hồn thì mình trở ra lại. Trở ra mình vào phần sau, nó cũng giống tương tự như điệu nè, mình vào phần sau. Rồi mình phải biết đó, cái tiếng đàn tranh đó đó lúc nãy lúc đầu á là nó nằm ở nơi nào. Rồi mình có chụp hình lại đó, rồi bắt đầu mình theo cái hình đó, rồi mình theo cái hình cái tên đó. Rồi sau khi làm xong các bước giống như ở trên thì bắt đầu đó, tiếng đàn tranh đã lót xong. Rồi bắt đầu sao lại. Sao lại. Rồi thế là kết thúc. Mình thì không có quen hướng dẫn những cái điều này, tại vì mắt nhìn thấy không rõ, rồi nói chuyện cũng không tốt, giống kiến thức tiếng Anh cũng không tốt, nên ít có làm clip hướng dẫn. Nhưng mà tại vì điều này có một số anh em ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài là không có rành mấy, nhưng mà cũng không biết coi những cái clip khác cũng không có thạo, nên bây giờ mình làm để coi có được giúp được anh em được phần nào hay không, để ghép lại như bộ của mình trộn với các bộ mà anh em đang dùng để dễ sử dụng hơn. Thì mình, bởi vì mình mới không làm clip hướng dẫn là như vậy, tại vì mình không có chuyên về bên đây, mình nói chuyện không tốt, về vốn kiến thức cũng không có tốt, ăn nói thì cũng không có đúng, nên làm đại để coi có giúp ích được anh em hay không. Có gì không đúng thì anh em chỉ, mình sẽ học hỏi thêm. Mắt mình cũng yếu nên không có rành gì, nhìn cũng không tốt nữa, nên mọi người có gì thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người thành công. Anh em có thương thì ủng hộ lấy bộ set của mình sử dụng nha. Thì liên hệ với mình. Bye bye.